Chào anh chị cô chú đã quay trở lại với máy xây dựng Thái Bảo. Thì thời gian vừa qua Bảo bán sản phẩm máy hàng Nanja Mini có thùng thì khá là nhiều anh chị cô chú yêu cầu Bảo khui nội thất với là test máy, thì con này thì nhiều anh chị đến là khen rất là mạnh nha. Đó, máy hàng Nanja thương hiệu sản xuất tại Taiwan nha. Bảo hành chính hạng 18 tháng. Thì đầu tiên thì Bảo cũng muốn làm video là test thử cho nó đã mắt một cái, rồi bảo vào nội thất cho anh chị thấy có hài lòng không, tại rất là nhiều anh chị mua con máy hàng Nanja này rồi nha. Đó, thì máy này thì nó xài là nó có đồng hồ điện tử luôn, chống giật, xài IGBT tiết kiệm điện luôn nha. Rồi Bảo quay qua test máy trước đi nha. Rồi thì đầu tiên Bảo sẽ test thử nha cho anh chị xem mối hàng của con máy Nanja Taiwan nó có sắc sảo như là Bảo giới thiệu không. Đó, bắt lửa khá là nhanh nha, rất là đà luôn, cực kỳ là nhạy luôn, một con máy phải nói là rất là tuyệt vời, Bảo bán cho quý anh chị mình. Rồi giờ Bảo sẽ kéo thử một đường nha. Đó, trước tiên là cây này nó khá là ngắn thì Bảo thử demo thử cái thôi. Rồi bên trong thùng á thì mình sẽ có một cái cây búa gõ xì mũi hàng, anh chị thấy nó lắp lên này. Đó, mũi hàng thì cực kỳ là đẹp luôn. Rồi Bảo tiến hành kéo cho nó hết que luôn nha, thay que mới đi. Bảo kéo liên tục 4-5 que luôn cho anh chị thấy khả năng của nó hàng. Đó, bắt lửa rất là nhanh, thay que mới nha. Đó, ampe vẫn Bảo vẫn thấy nó khá là cao luôn. Đó, giờ Bảo giảm tí xíu nha. Đó, còn 160 mấy thôi, hàng kéo cho nó đẹp. Ngấu khá là sâu luôn. Bắt lửa quá là nhanh luôn. Đó, mũi hàng quý anh chị ơi, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, mình nó ngổng lên này, anh chị xem mũi hàng nó trắng mà nó ngấu rất là sâu luôn, đều cực kỳ luôn. Em quay sát vào. Đó, một con máy tuyệt vời, Bảo lại tiếp tục làm thêm vài que nữa đi nha. Nó kéo khỏe cực kỳ luôn. Bên trong là con máy này nó có 4 tụ nha, 4 tụ bên trong nên là kéo thì 2,5 ly khá là nhẹ nhàng luôn. Đó, bắt lửa rất là nhanh luôn. Đó, trời, hết cây mà Bảo đeo cái găng tay nó nóng quá, nó rớt ra. Đó, đưa mỗi hàng cho quý anh chị mình xem, nó ngấu này mà nó trắng, nó đẹp tuyệt vời luôn. Đó, quý anh chị mình sẽ thấy này, mỗi hàng rất là đều, ngấu rất là sâu. Rồi Bảo làm cây cuối cùng nha, một con máy độ ngấu sâu mà trong khi đó ampe của máy chỉ có 160 mấy ampe mà kéo rất là đẹp nha. Bắt lửa khá là tốt nha quý anh chị ơi.
đó, nó đốt khá là mạnh luôn đó. Lúc mà Bảo đập ra là mỗi hàng đực sau này kéo hơi xấu hơn tí xíu, nhưng mà nó ngấu rất là đẹp luôn đó. Em quay sát vào đó, mỗi hàng rất là sáng nha, rất là trắng và sáng cực kỳ luôn. Thì Bảo chỉ test 3-4 cây cho quý anh chị mình xem thôi nha. Rồi còn đối với sắc sắc hộp thông thường á, thì anh chị mình hàng thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Bảo hàng thử cho anh chị mình xem nha. Rồi anh chị gia cố nó cứng lại là mình hàng nha. Đó, đối với sắc hộp thì cái này là mình sẽ chỉnh dòng hàng nó thấp xuống một tí xíu, rồi mình hàng nó sẽ khó bị lủng hơn, tại sắc này nó khó hàng hơn một tí xíu. Đó, sắc hộp mà Bảo kéo cũng không có sao hết, tại cái phần dòng hàng máy này nó rất là nhạy nha. Đó, anh chị thấy sắc hộp Bảo kéo luôn nha. Đó, mỗi hàng mà sắc hộp này, đó, Bảo kéo một khúc cho quý anh chị mình xem, tuyệt vời luôn. Kéo sắc hộp nha, kéo cũng hơi xấu tí xíu nhưng mà nó không lủng đâu, nên là anh chị mua về xài gia đình thợ thầy cũng yên tâm. Rồi thì Bảo cũng mới demo cho quý anh chị mình xem. Kéo sắc thì nói chung là con máy này khá là mạnh nha. Đó, Bảo hôm nay Bảo chỉ có test là que 2,5 ly thôi. Còn ngày trước Bảo đã từng test 3,2 ly cho quý anh chị mình xem rồi. Đó, với mức giá chỉ có là 1.290.000 thôi, nhưng mà anh chị mua con máy này sẽ được bảo hành chính hãng là 18 tháng. Rồi Bảo sẽ đi sơ lược về máy một tí xíu nha. Rồi lúc mà anh chị mua con máy này nó sẽ có một thùng này, thùng để anh chị đựng dây. Dây hàng bên trong thì nói chung là Bảo sẽ tặng cho cặp bao tay này. Với là lúc mà anh chị mua về á thì Bảo sẽ tặng cho 5 cây 5 que đũa hàng để anh chị test máy nha. 5 que đũa này để anh chị test máy xem có ngon hay là không, có như Bảo quảng cáo không. Rồi, ngoài ra bên trong nó sẽ đi kèm là một búa gõ xỉ, một mặt nạ hàng, với là một kính đeo mắt để mình gắn vào mặt nạ hàng. Rồi Bảo sẽ đi qua máy một tí xíu nha. Rồi máy này á, thì máy nhỏ nhưng mà dây nó khá là to luôn. Đó, dây rất là to và chắc chắn luôn. Bên sau thì anh chị sẽ thấy nè, quạt khá là lớn luôn, model của mỗi sản phẩm riêng. Ốc chống mát này, quạt gió khá là lớn để tản nhiệt nha, công tắc CB. Còn bên này thì anh chị sẽ thấy thương hiệu Nanja này, dập nổi bên trong máy luôn, khắc chìm bên trong. Đó, Professional. Con này mã của nó là ARC200A Taiwan nha, Made in Taiwan. Có ISO đánh giá của bộ nhà nước luôn. Rồi phía trước thì anh chị sẽ thấy là mặt đồng hồ nha, đồng hồ điện tử. Lúc mà anh chị chỉnh dòng hàng á, cao thấp để dễ cho anh chị xài, báo lỗi OC có hết. Đó, xài IGBT có thể hàng được. Điện yếu là chênh lệch là 15%, với là điện 220 nha. Model của máy là ARC200 mini. Đó, anh chị thấy là mini thì luôn luôn là đi kèm với là cọc hàng nhỏ nha, bên cộng với là bên trừ kế bên. Đó, cộng trừ. Rồi đối với dây hàng thì nhà máy thì cho anh chị là dây hàng là hơn 2m nha, kìm hàng là 300 ampe, mà Bảo kéo 5 que liên tục, 4-5 que luôn á. Rồi còn kìm mát thì tầm khoảng 1m nha. Đó, với mức giá 1.290.000 thì Bảo sẽ tặng đôi bao tay Bảo test máy luôn, với là đi kèm 5 đũa hàng về cho anh chị test máy nha. Rồi bây giờ á thì Bảo sẽ đi vào bên trong nội thất đi, xem con máy Nanja này làm sao mà nó khỏe đến như vậy nha. Rồi Bảo khui ra nha, Bảo khui ra nội thất. Qua wow, con này á thì hồi nãy Bảo cũng quên giới thiệu cái phần mà tem 7 màu chống hàng giả thương hiệu Nanja Taiwan nha, bảo hành chính hãng là 18 tháng. Rồi bên trong thì anh chị sẽ thấy nè, đó cái phần mà linh kiện người ta là toàn là linh kiện ghim không. Đó, em quay vào em, linh kiện ghim khá là nhiều luôn. Đó, cục xung khá là lớn nè, quay xa ra tí. Rồi cái phần bên trong công suất thì Bảo cũng là cho anh chị xem bên trong luôn nha, để mình về á mình thấy máy nó khá là khỏe luôn.
xem bao nhiêu con công suất đây. Bên trong là 4 cục tụ luôn quý anh chị ơi. Đó, 4 cục tụ luôn nha. Đó, em quay sao mà anh chị thấy 4 cục tụ lớn là được rồi. Đó, 4 cục tụ rất là lớn. Tản nhiệt nhôm cao nè. Đó, cánh quạt lớn nè. Đó, diode một chiều là độc lập đơn to. Công tắc với là kiện thì nó ghim hết cho anh chị dễ thay thế nha. Đó, cục kháng, cục xung có hết luôn. Đó, với một con máy này, với công suất á, là nó bên trong là 4 tụ nên là bảo test. Cảm giác của nó khá là mạnh nha. So về cùng dòng máy mini thì con này khủng rồi. 4 tụ thì chắc chơi lắm. Anh chị kéo 3 ly 2 cũng rất là ngọt luôn. Ngày trước Bảo đã có làm clip cho anh chị xem rồi nha. Rồi phần cuối cùng thì Bảo cũng muốn là đo cái phần mà chiều dài của máy cho anh chị lúc mua là dễ nắm chiều dài với là kích thước máy nha. Đó, chiều dài là 25. Chiều cao của máy là 17 năm nha. Bề ngang thì nó chắc tầm hơn 10 phân. Đó, 11 nha. Đó, anh chị sẽ thấy một con máy với 4 cục tụ bên trong, bo ghim, có thùng đựng nha. Đi kèm thì Bảo sẽ tặng cho là một cặp bao tay với là 5 đũa hàng đi kèm, bảo hành chính hãng là 18 tháng luôn. Cho anh chị mình yên tâm xài, chế độ bảo hành cực kỳ là dài luôn. Đó, dây hàng đầy đủ chức năng, thương hiệu là sản xuất tại Taiwan nha. Rồi anh chị nào mà muốn mua một con máy hàng mini gia đình hoặc là trèo cao làm công trình á, thích nhỏ mà mạnh thì có thể tham khảo con máy này. Trong dòng mini thì Bảo thấy con này khỏe nhất rồi, tại nó là đi kèm 4 tụ bên trong nha. Đồng hồ hiển thị này, xài điện yếu chống giật có hết. Đó. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ bên cửa hàng Bảo thôi, thì Bảo làm video khui nội thất với là các thứ của con máy hàng Nanja của nhiều anh chị yêu cầu. Lúc mà mua cửa hàng Bảo thì có thật sự là tốt như Bảo nói không? Rồi xem xong thì nhớ cho Bảo một đăng ký kênh, một like. Rồi Bảo xin kết thúc video review máy hàng Nanja tối ngày hôm nay nha.